sau khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, qua quá trình tiếp thu ý kiến của đại biểu, lấy ý kiến chuyên gia, những đối tượng chịu tác động trực tiếp từ dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở từ 7 chương 74 điều đã giảm xuống còn 6 chương và 92 điều, giảm 1 chương, tăng 18 điều, được đánh giá là bám sát các quan điểm xây dựng luật, thể chế hóa kịp thời chủ trương chính sách của Đảng về phát huy dân chủ ở cơ sở và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng và thực hiện đúng đắn hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở, được nhấn mạnh trong văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì việc thực hiện dân chủ cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo không khí dân chủ cởi mở trong xã hội. Không chỉ chuyển biến về ý thức, đạo đức, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn theo hướng gần dân, trọng dân mà cán bộ phải có trách nhiệm với dân. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định dân chủ đâu đó vẫn còn mang nặng tính hình thức. Do đó thì việc xây dựng ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, nhằm để xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ và đã được Hiến pháp năm 2013 quy định. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra là dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có những điểm mới gì so với quy định trong pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ. Các quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra Nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở như thế nào? Những băn khoăn, thắc mắc của cử tri và nhân dân sẽ được các vị khách mời của chương trình Trước giờ bấm nút hôm nay giải đáp. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin chào các quý vị. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu ông Tô Văn Tám, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Xin chào quý vị và các bạn. Và vị khách mời thứ ba xin được giới thiệu ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền Địa phương, Bộ Nội vụ. Xin chào quý vị và các bạn. Vâng, trước hết xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay cùng với truyền hình của Việt Nam. Thưa các vị khách mời, thưa quý vị khán giả, dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đặt ra nhiều vấn đề mới và không ít vấn đề vấp phải sự tranh luận giữa các đại biểu. Việc mở rộng quy định về thực hiện dân chủ đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã là một ví dụ. Nhiều ý kiến cho rằng là việc công khai dân chủ là tốt nhưng cũng bày tỏ băn khoăn khi một số quy định trong dự thảo luật còn chung chung, chưa rõ chế tài xử lý nếu có vi phạm và dễ phát sinh thêm các chi phí tuân thủ pháp luật. Ghi nhận của phóng viên truyền hình của Việt Nam về vấn đề này. Xin mời các vị khách mời và quý vị khán giả cùng theo dõi. Đây là một trong rất nhiều buổi đối thoại thường xuyên giữa công đoàn và người lao động của công ty điện lực Thường Tín, diễn đàn nhỏ nhưng là cầu nối kết đoàn lớn giữa người sử dụng lao động và người lao động. Đặc thù công việc hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, thường xuyên tăng ca, ngoài giờ, nên người lao động luôn mong muốn có những chính sách tốt. Và như vậy, việc thực hiện đối thoại tại nơi làm việc được coi là chìa khóa để cân bằng lợi ích giữa người lao động và chủ doanh nghiệp. Xảy ra sự cố là anh em cũng hay bị huy động và phải làm thêm ngoài giờ cũng nhiều. Và cái này thì cũng chúng tôi cũng đã kiến nghị lên ban lãnh đạo và công đoàn công ty, và ban lãnh đạo cũng đã có những sự động viên và cũng đã chấm thêm công ngoài giờ, hoặc là trong khi mà đi làm nắng nóng thì ngoài ra công đoàn thì cũng đã có thêm phần thưởng quà động viên. Để đảm bảo dân chủ cũng như là có sự kết nối giữa lãnh đạo và người công nhân thì hàng tháng thì ban tổ chức công đoàn cũng phối hợp đứng ra tổ chức đối thoại với người lao động để từ gắn kết giữa ban lãnh đạo và được nghe được ý kiến của cán bộ công nhân viên để có những cái giải quyết kịp thời cho các cái nhu cầu và các quyền lợi chính đáng của người lao động. Nếu như quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp nhà nước được coi là phù hợp bởi đây là doanh nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thì nhiều doanh nghiệp tư nhân bày tỏ băn khoăn khi các quy định chế tài trong dự thảo luật chưa rõ. Trong khi đó, Bộ Luật Lao động và Nghị định hướng dẫn luật đã có chương riêng về quy chế dân chủ tại nơi làm việc, nên việc mở rộng đối tượng tại dự luật sẽ phát sinh thêm các chi phí không cần thiết. Trong dự thảo của luật thực hiện dân chủ cơ sở thì cần phải nêu rõ những cái chế tài để xử lý những vi phạm khi mà bất kể cá nhân hay tổ chức nào lợi dụng cái việc hoặc lạm dụng cái việc mà dân chủ công khai thông tin này để gây xấu, bôi xấu hình ảnh của doanh nghiệp hoặc kích động những người lao động, người ta có những cái phản ứng, có những cái đình công hoặc là những cái gây khó khăn trong hoạt động doanh nghiệp, làm xấu đi hình ảnh của doanh nghiệp hoặc là mất đi cái hình ảnh
hoặc làm mất ổn định cái trật tự an toàn xã hội cũng như là ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng e ngại là sự chồng chéo, sự trùng lặp giữa cái hệ thống pháp luật về lao động và cái luật thực hiện dân chủ cơ sở này, thì chính vì thế mà nó có thể tạo ra những cái rào cản, tạo ra cái chi phí và tạo ra cái nguy cơ phát sinh rất là nhiều những cái trục trặc cho cái hoạt động điều hành của doanh nghiệp, trong khi đấy mục tiêu thì có thể chưa thực sự thuyết phục. Đồng quan điểm với chuyên gia, đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải cân nhắc và có những tính toán cụ thể đảm bảo tính khả thi khi triển khai luật. Quan điểm cá nhân tôi thì cũng chưa nên, hoặc nếu như có đưa vào quy định trong luật lần này thì cũng cần phải tính toán, cần phải cân nhắc, phải có một cái mục riêng về thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các cái tổ chức sử dụng lao động, phải quy định riêng đối với các cái loại hình này, chứ không thể quy định chung như trong cái dự thảo luật hiện hành. Thì chúng ta thấy đấy là những cái mà cái khó khăn và cái bất cập, cái vướng và cái cần tính toán cân nhắc kỹ hơn nữa để khi luật được ban hành thì nó mang tính khả thi cao. Vẫn biết việc luật được quy định sâu hơn về thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp sẽ tạo cơ chế để người lao động thực hiện quyền làm chủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng chính đại biểu Quốc hội, chuyên gia vẫn băn khoăn việc thực hiện dân chủ sẽ như thế nào khi hiện nay có nhiều luật chi phối, doanh nghiệp nào sẽ công khai kết quả sản xuất, kinh doanh, chuyện lương thưởng một cách thực chất và nhiều điểm nghẽn như thế này thì quá trình triển khai, cơ chế kiểm tra giám sát sẽ được thực hiện ra sao? Vâng, thưa đại biểu Tô Văn Tám ạ, công tác ở Ủy ban Pháp luật của Quốc hội là cơ quan thẩm tra dự án luật, cũng chính là người đã đồng hành suốt quá trình soạn thảo cũng như là hoàn thiện dự án luật. Thì đại biểu có ý kiến như thế nào trước những cái băn khoăn của đại biểu Quốc hội, của các chuyên gia và cái đối tượng chịu tác động của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở? Luật thực hiện dân chủ cơ sở được ban soạn thảo là biên soạn dựa trên ba cái cơ sở quan trọng. Thứ nhất là nhằm để thể chế hóa quan điểm của Đảng. Thứ hai là nhằm thực hiện cái quy định của hiến pháp, đó là thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo cái việc quản lý, tham gia quản lý xã hội của người lao động với tư cách là công dân. Cái thứ ba là kế thừa và phát triển cái pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ cơ sở xã phường thị trấn và các quy định về của pháp luật lao động về thực hiện dân chủ cơ sở. Về các cái băn khoăn của các đại biểu và các vị chuyên gia thì tôi cũng rất chia sẻ về những băn khoăn này. Và trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội qua thảo luận thì dự thảo luật đã được ban soạn thảo và cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp thu và chỉnh lý theo cái hướng là việc thực hiện dân chủ cơ sở là thực hiện ở xã phường thị trấn, ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Còn đối với các tổ doanh nghiệp và tổ chức khác có sử dụng lao động mà ta gọi ở khu vực ngoài nhà nước thì được dẫn chiếu việc thực hiện dân chủ cơ sở theo pháp luật lao động. Nhưng trong quá trình thực hiện dân chủ cơ sở theo quy định pháp luật lao động đấy thì những doanh nghiệp tổ chức này ấy, thì cũng phải thực hiện những quy định chung ở trong cái luật thực hiện dân chủ, dự thảo luật thực hiện dân chủ cơ sở này. Những vấn đề ví dụ như là nguyên tắc về thực hiện dân chủ cơ sở, vấn đề về các cái điều cấm ở trong thực hiện pháp luật dân chủ cơ sở, những vấn đề về trách nhiệm, quyền hạn của công dân trong quá trình thực hiện dân chủ cơ sở, cái việc xử lý những cái hành vi vi phạm quá trình thực hiện dân chủ cơ sở, hay là các cái điều kiện đảm bảo, tất cả cái đó là quy định chung, những vấn đề chung được quy định ở cái chương 1 của dự thảo luật, mà những cái nguyên tắc đấy thì tôi nói ví dụ những cái nguyên tắc mà anh thực hiện cái dân chủ cơ sở là không được làm phương hại đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thì trong khu vực nhà nước, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước hay là ở ngoài nhà nước thì cũng phải thực hiện. Đấy. Hay là nếu như anh vi phạm cái việc thực hiện pháp luật dân chủ cơ sở thì đều phải xử lý như nhau cả. Thì đấy những vấn đề chung mà các cái doanh nghiệp và tổ chức khác có sử dụng lao động ở ngoài khu vực nhà nước thì phải thực hiện. Thì còn anh thực hiện những cái nội dung cụ thể thực hiện dân chủ cơ sở ở trong doanh nghiệp tổ chức mình thì thực hiện theo quy định của pháp luật lao động. Dạ vâng,
Tôi nghĩ rằng cử tri và nhân dân, nhất là các cái đối tượng mà chịu tác động trực tiếp từ dự án luật, thì đang rất là muốn nghe chia sẻ từ đại diện Bộ Nội vụ, ông Phan Trung Tuấn, về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật đối với doanh nghiệp nhà nước, cũng như là mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật đối quy định việc thực hiện dân chủ đối với 3 loại hình cơ sở chính, đó là xã, phường, thị trấn và cộng đồng dân cư trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã, cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp. Căn cứ chính trị pháp lý của chúng ta cũng rất là rõ rồi. Chúng ta có các cái căn cứ chính trị rất là quan trọng. Như anh Tám vừa nêu, đấy là chỉ thị 30 ban hành từ năm 1998 cũng đã xác định là tất cả các loại hình ở cơ sở, kể cả khu vực doanh nghiệp. Và cái thứ hai nữa là căn cứ chỉ thị 30 và trước đây nữa, sau khi mà chỉ thị 30 của Bộ Chính trị năm 1998 được ban hành, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có các cái nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc và quy định các loại hình dân chủ, thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở gồm cơ quan, đơn tổ chức, đơn vị ở nhà nước, khu vực xã, phường, thị trấn và cả các loại hình doanh nghiệp khác. Và trên cơ sở đấy thì Chính phủ cũng đã có các nghị định. Và đến cái thời điểm mà cái thời điểm rất là quan trọng, đấy là năm 2007, thì Bộ Nội vụ đã tham mưu giúp cho Chính phủ để mà trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cái pháp lệnh 34, và đến quá trình thực hiện nay là cũng là 15 năm. Và một cái yếu tố khác nữa là các cái nghị định của Chính phủ thì cũng đã quy định cả đối với các cái cơ quan đơn vị, như là nghị định 04 năm 2015, cái nghị định 145 2020 của Chính phủ quy định về cái quan hệ lao động, cụ thể hóa, chi tiết hóa một số điều của Bộ Lao động liên quan đến về cái quan hệ lao động và cái thực hiện dân chủ, trong đó có phân nội dung, có mục quy định về thực hiện dân chủ ở tại các cái nơi làm việc, tức là bao phủ tất cả các loại hình. Thực ra cái luật thực hiện dân chủ cơ sở không phải là quy định các vấn đề mới, mà đang hệ thống hóa lại và nâng tầm lên cái hiệu lực pháp lý lên đối với các cái quy định về thực hiện dân chủ ở các loại hình đang nằm tản mát ở các cái pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ. Cái điều này là cũng thực hiện trên cơ sở tinh thần chỉ đạo của Đảng tại chỉ thị 30, quán triệt, cụ thể hóa, và cũng là gắn với cái việc cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp 2013 về cái việc mà bảo đảm thực hiện quyền dân chủ của người dân, cũng như là việc tham gia quản lý nhà nước xã hội đối với người dân ở tất cả các loại hình cơ sở. Còn đối với ông Ngô Sách Thực, ông đánh giá như thế nào về những điều chỉnh từ phía các cơ quan soạn thảo cũng như là cơ quan thẩm tra? Tôi thấy Bác Hồ nói là nước ta nước dân chủ, nên cái dự thảo luật dân chủ của cơ sở chúng ta là được các cơ quan chủ trì soạn thảo cũng như thẩm định vừa rồi là phải rất dày công, có cái lắng nghe và tiếp thu rất nhiều ý kiến góp ý vào lĩnh vực này. Và tôi thấy là cái thực hiện dân chủ của chúng ta thì cũng không có lý do gì và trên các lĩnh vực này mà không thực hiện, lĩnh vực kia không thực hiện. Và đặc biệt là trong lĩnh vực cơ quan nhà nước với lại cái doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cái đơn vị sự nghiệp hiện nay thì cũng rất cần, ngoài cái việc tạo cái điều kiện môi trường làm việc cho cán bộ thì càng cần phải phát huy dân chủ. Hoặc đặc biệt trong thực tiễn hiện nay thì nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng thấy là cái người dân, cái người lao động ấy là trung tâm, là chủ thể. Mà khi mà giữa giới chủ, người chủ doanh nghiệp và cái người công nhân mà ý thức được với nhau là cái sản phẩm của người, của công nhân làm ra mà mình gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp và cái người chủ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cam kết của mình, thì tôi thấy là nó sẽ tạo ra cái động lực phấn đấu. Và thực tế chúng tôi thấy là trong thời gian vừa qua có một số doanh nghiệp là khi mà xảy ra sự cố này, sự cố khác ấy, thì khi mà chăm lo lợi ích cho người lao động đầu tiên và giữ chân được người lao động để mà thực hiện được các đơn hàng của mình, và người lao động cũng thấy là chia sẻ được với doanh nghiệp, thì tôi thấy là giữa hai bên cũng đã gặp nhau. Và chúng tôi thấy là những cái việc đấy là rất cần trong việc thực hiện là chia sẻ thông tin với nhau, thì là cái hiểu biết giữa người chủ với doanh nghiệp sẽ tốt và cái mối quan hệ lao động sẽ hài hòa. Cho nên chúng tôi thấy là cái thực hiện dân chủ ở cơ sở của ba loại hình doanh nghiệp là rất cần thiết. Và chúng tôi trong quá trình góp ý phản biện thì cũng đã đề cập đến những nội dung này. Dạ vâng. Thưa quý vị, qua chia sẻ của các vị khách mời thì có thể thấy là các quy định mới này đã được cân nhắc kỹ lưỡng, hoàn toàn không gây khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì bất cứ vấn đề nào mới được triển khai cũng sẽ có những bỡ ngỡ, và các đơn vị cũng phải tự điều chỉnh, cân đối để đảm bảo lợi ích của chính mình và quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Thưa các vị khách mời và quý vị khán giả, thêm một vấn đề nữa được đại biểu quan tâm, đó chính là việc bổ sung quy định về ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đã có nhiều ý kiến tán thành cho rằng là đây là một trong những thiết chế tự quản
đang hoạt động khá hiệu quả trong việc bảo đảm quyền kiểm tra giám sát của nhân dân tại xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên thì cũng không ít ý kiến đề nghị là để phát huy được vai trò của thiết chế này thì cần quy định rõ cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Trong phần thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu cho rằng về bản chất, đây là một cách thức để người dân thực hiện dân chủ cơ sở. Pháp luật về đầu tư công cũng đã có quy định về vấn đề này. Do đó, việc thực hiện thu hút hình thức kiểm tra, giám sát của nhân dân vào luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là hoàn toàn phù hợp. Tại Điều 39 về hoạt động của thanh tra, nhân dân ở xã, phường, thị trấn thì chưa có quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Thì đối với cái thiết chế ở cơ sở hiện nay thì cái Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng có cái trách nhiệm hết sức lớn, do đó đề nghị ban soạn thảo bổ sung quy định nhằm tạo ra một cái hành lang cơ sở pháp lý cho hoạt động của ban, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Băn khoăn trước việc dự thảo luật quy định về các nhiệm vụ của Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng là khá lớn, trong khi đó các tiêu chuẩn của thành viên còn đơn giản, khiến nhiều ý kiến e ngại về năng lực đương được nhiệm vụ. Trong khi đó, dự thảo luật quy định Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng được thành lập theo từng chương trình dự án đầu tư công và cả dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Dự thảo quy định Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng được thành lập theo từng chương trình dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Quy định này là không khả thi và phù hợp với cái điều kiện năng lực hoạt động của Ban Giám sát Cộng đồng như quy định tại dự thảo luật. Đối với các dự án này, việc giám sát phải do các cơ quan tổ chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Theo tôi, chỉ nên thành lập Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng đối với các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng đồng dân cư hoặc bằng các nguồn tài trợ trực tiếp cho các tổ chức cá nhân, cho xã, phường, thị trấn là phù hợp. Qua rà soát, tôi thấy rằng một số nhiệm vụ của Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng có thể trùng lắp với nhiệm vụ của cơ quan nhà nước như yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin, yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trả lời về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý, yêu cầu chủ đầu tư trả lời cung cấp các thông tin phục vụ việc giám sát đầu tư. Trong khi đó, về cơ bản chất, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng là một thiết chế quản tự nguyện của nhân dân tại địa phương, hoạt động theo quy trình dự án đầu tư và chất lượng hoạt động được đảm bảo bằng uy tín của các thành viên Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng trong cộng đồng dân cư. Vì vậy, tôi xin kiến nghị rà soát khoanh lại một số nhiệm vụ của Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng cho phù hợp và khả thi. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nội dung giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, công nhận và hướng dẫn hoạt động kiểm tra giám sát. Bởi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xác định chủ trương, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ. Thưa ông Ngô Sách Thực, ông có ý kiến như thế nào về đề xuất của đại biểu Quốc hội đó là giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn cái việc là bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc là bổ sung công nhận cũng như là hướng dẫn hoạt động kiểm tra giám sát? Tôi thấy là cái thiết chế thanh tra nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng ấy thì nó là một là hai cái thiết chế rất quan trọng để người dân thực hiện cái quyền dân chủ ở cơ sở. Và hai thiết chế này không phải là một, tại vì thiết chế thanh tra nhân dân thì nó có Ban Thanh tra nhân dân, còn kia là Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng thì là giám sát công trình liên quan đến quyền và lợi ích người dân ở cơ sở. Cần phải phát huy cả hai cái nội dung này. Không phải đến bây giờ dự thảo luật mới giao cái việc này. Mà mặt trận thì từ các cái nghị định, từ các cái quy định cũ, từ pháp lệnh 34 với cái chức năng nhiệm vụ mà theo hiến pháp được quy định là chủ trì hiệp thương. Thì mình không những chủ trì hiệp thương bầu trưởng thôn, rồi bầu hòa giải viên. Thì cái thanh tra nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng thì cũng đã thực hiện làm. Và nếu trong luật nay quy định thì khẳng định thêm cái nhiệm vụ trách nhiệm của mặt trận trong việc mà làm sao phát huy được những người có uy tín, rồi có cái kinh nghiệm, rồi có điều kiện sức khỏe, rồi có trách nhiệm xây dựng để tham gia vào việc công việc chung của xã hội, của cộng đồng. Dạ vâng, nghĩa là hoàn toàn trước đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bầu hoặc là bãi nhiệm bổ sung ý các thành viên của Ban Thanh tra cũng như là cái Ban Giám sát Cộng đồng đối với cộng đồng rồi. Dạ vâng. Đúng như là ông Tuấn vừa nói, đó chính là luật không phải là hoàn toàn những vấn đề mới mà chẳng qua là tập hợp tất cả những quy định trước đó chúng ta đã làm để đưa vào một văn bản pháp luật có cái giá trị pháp lý cao hơn mà thôi, phải không ạ? Vâng. Và trên thực tế thì Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng cũng đã hoạt động khá là hiệu quả. Tuy nhiên ở một số nơi thì cũng còn mang tính hình thức. Vậy thì dự án luật có điều chỉnh như thế nào để khắc phục hạn chế này, thưa ông Phan Trung Tuấn?
Thực ra bản chất của cái ban giám sát đầu tư cộng đồng này là một cái thiết chế để bảo đảm cho thực hiện quyền dân chủ của nhân dân ngay tại cơ sở và ngay từ cơ sở. Đây là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là cũng có một cái căn cứ là từ cái luật đầu tư công, thì chính phủ đã ban hành cái nghị định về cái ban giám sát đầu tư cộng đồng là quy định tại cái nghị định 29 của chính phủ. Và trong cái luật thực hiện dân chủ lần này, dự án luật thực hiện dân chủ lần này thì đã luật hóa các quy định về và quy định cụ thể hơn, rõ hơn, cụ thể hơn các cái nội dung mà liên quan đến tiêu chuẩn về lựa chọn thành viên, rồi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, và đặc biệt là để đảm bảo cái điều kiện hoạt động hiệu quả với tư cách là một thiết kế chế dân chủ bảo đảm cho quyền dân chủ của nhân dân ấy, thì đã quy định cụ thể rõ các cái quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và quy định các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng, kể cả từng thành viên của ban giám sát đầu tư cộng đồng, tạo điều kiện cho là khắc phục các cái một số cái bất cập hạn chế trong quá trình hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong thời gian qua. Quá trình thực hiện thì cũng có những cái hạn chế vướng mắc, thậm chí là có một số nơi cũng làm còn hình thức và cũng có lúc có nơi là còn hình thức. Và chúng tôi cũng rất kỳ vọng là với các quy định rất là rõ ràng cụ thể, quyền bảo đảm cho cái thiết chế này hoạt động, thì tôi rất là kỳ vọng là nếu như mà dự thảo dự án luật này được Quốc hội thông qua trong kỳ họp này thì sẽ là cái điều kiện và cái căn cứ rất là cơ bản, rất là cần thiết để chúng ta phát huy hơn được cái vai trò của cái ban giám sát đầu tư cộng đồng này trong cái việc thực hiện dân chủ cơ sở. Và đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh sẽ là cái cơ hội để chúng ta phát hiện và cảnh báo từ sớm từ xa các cái vi phạm pháp luật mà liên quan đến các cái đầu tư các công trình dự án trên địa bàn của cơ sở, trong đó là có các công trình dự án liên quan đến các cái khoản đóng góp của người dân. Dạ vâng, cũng có một số ý kiến thì cho rằng là ban giám sát đầu tư cộng đồng hiện nay đang được trao quá nhiều quyền, trong đó thì có một số nội dung trùng lắp với một số văn bản pháp luật khác. Vậy thì xin hỏi ông Tô Văn Tám là qua rà soát thì những nội dung quy định trong dự thảo luật đã thực sự là phù hợp, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật hay chưa? Đã thực hiện dân chủ cơ sở thì phải có ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng. Đây là hai cái phương tiện hết sức quan trọng để người dân thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thì đối với ban giám sát đầu tư cộng đồng ấy, thì trong luật hiện nay quy định về chức năng, về quyền hạn của ban giám sát đầu tư cộng đồng, thì chúng ta phải thấy thế này này, ban giám sát đầu tư cộng đồng ấy, thì được giao những cái nhiệm vụ mà để là quá trình kiểm tra giám sát những dự án đầu tư ở trên cái địa bàn của cộng đồng đó, xem là có ảnh hưởng gì đến cái lợi ích thiết thực của người dân ở trên cái địa bàn đó, và giám sát kiểm tra xem là cái tình hình sử dụng các cái đường ranh giới về đất đai đã được xác định khi thực hiện cái dự án, rồi là vấn đề là thông công khai thông tin trong quá trình thực hiện dự án, hay là những vấn đề có ảnh hưởng gì đến môi trường, đến ảnh hưởng đến môi trường hay là tài của người dân ở đấy không? Rồi là qua đó thì có thể nên phát hiện được những cái hành vi vi phạm quá trình thực hiện cái dự án đầu tư ở trên đấy, thì phản ánh kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Chứ ban giám sát đầu tư cộng đồng không đi sâu vào kiểm soát kỹ thuật cụ thể của dự án đấy, không phải như vậy. Cho nên là những cái quy định ở trong dự thảo luật về quyền hạn, chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của ban giám sát đầu tư cộng đồng là phù hợp dựa trên cơ sở là các quy định của pháp luật đầu tư hiện hành. Ví dụ như luật đầu tư hay là nghị định 84 của chính phủ về kiểm tra giám sát đầu tư, hay là nghị định 29 năm 2021 mới đây, vân vân. Thì như vậy là nó cũng rất là trên cơ sở là kế thừa phát triển, mà cho nên là nó cũng không có gì là mâu thuẫn cả, mà nó rất đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành. Và những quy định như vậy tôi thấy là đúng với cái chức năng nhiệm vụ của ban giám sát đầu tư cộng đồng và có tính khả thi trên thực tế. Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đó là đảm bảo quyền làm chủ và quyền tham gia của người dân vào các hoạt động của bộ máy công quyền. Và hiện nay thì dự thảo luật dân chủ ở cơ sở đã có những quy định về việc sử dụng mạng xã hội là một trong những hình thức để có thể thực hiện dân chủ ở cơ sở. Vậy thì thời gian qua với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương đã được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các vị khách mời cùng đến với ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Nhiều năm trước, cô Thu, chú Bảo ở xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam không thể nghĩ rằng mình có thể kiếm tìm thông tin về các hoạt động đoàn thể của địa phương nhanh chóng, thuận tiện như vậy. Hơn nữa, nhờ có mạng xã hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ tuyên truyền cho nhà nông về dịch bệnh vốn vay đã len lỏi, lan tỏa từng ngôi nhà, thôn xóm. Mạng xã hội rất là nhanh nhạy và rất là tốt ạ. Ví dụ như có cái việc khác mà người dân cần đến ủy ban nhân xã để hỏi thì thông qua cái mạng xã hội, thì thông qua fanpage, thông qua Zalo, thông qua Facebook thì người dân nắm được hết và thông tin rất là nhanh và cũng là kịp thời chính xác ạ. Rất là tốt ạ. Đưa lên các mạng thông tin xã hội, ví dụ các cái hội nghị và cao tuổi rồi là các đoàn xã thì được mang lên thì chúng tôi tung lên để cho mọi người được am hiểu và được biết cái các hội nghị hôm nay tổ chức việc gì của thôn hay của xã. Thì là đưa lên để cho mọi người dân được biết, thông tin cho các con cháu được biết hôm nay là làng mình làm gì, xã này làm gì để đưa lên trên toàn xã hội để anh em con cháu được biết. Nhận rõ những tín hiệu tích cực từ việc kết nối người dân, hội viên, đoàn viên qua mạng xã hội, nhiều năm nay, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên đã sử dụng mạng xã hội như một kênh thông tin chính thống, đắc lực trong việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Việc sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả, có chọn lọc, đúng mực đã tạo ra những xu hướng tích cực lan tỏa các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng dân cư cũng như các đoàn thể xã hội. Nhiều người lợi dụng những trang mạng tập thể hoặc cá nhân đấy để đăng những cái bài thông tin xấu. Trước những cái thông tin xấu thì đoàn xã cũng có sử dụng cái phần admin phê duyệt những cái trang bài. Ví dụ chúng tôi muốn đăng bài thì phải qua admin duyệt bài. Thì duyệt bài, ví dụ bài xấu chúng tôi sẽ đăng, sẽ duyệt để cho cá nhân hay tập thể vậy đăng. Còn bài xấu thì admin sẽ chặn luôn. Và đoàn xã Mộc Nam cũng đã sử dụng cái click chặn đấy để đối với những cái thông tin trái chiều gây ảnh hưởng xấu đến không chỉ đoàn viên thanh niên mà người dân trên cả xã và của thị xã Duy Tiên. Có thể nói, việc các tỉnh, thành phố, các cơ quan đoàn thể chú trọng việc thay đổi cách tiếp cận, cách tuyên truyền đến người dân bằng cách xây dựng, thiết lập các diễn đàn, fanpage, trang Facebook, YouTube có nội dung mang tính thời sự hấp dẫn, thông tin chính xác, đa dạng và thiết thực đã mang lại những tín hiệu vui, không chỉ gắn kết cộng đồng làng xã, đoàn thể mà còn thúc đẩy tinh thần thi đua giữa các tập thể, cá nhân. Tuy nhiên, việc chưa được đào tạo một cách bài bản, tập huấn việc sử dụng các phần mềm ứng dụng mạng xã hội khiến các đoàn thể vẫn còn lúng túng, bị động trong nhiều trường hợp. Nếu luật được thông qua thì nên có những cái nội dung về tập huấn, việc thiết lập, quản lý và sử dụng mạng xã hội. Thế và nên cũng có những cái quy định để mà trong cái quá trình sử dụng để xác định được những cái thông tin nó chính thống để đảm bảo cho cái khai thác, quản lý và sử dụng ở cơ sở. Với khoảng 76 triệu người Việt sử dụng mạng xã hội, thì việc đổi mới cách thức tuyên truyền, sử dụng mạng xã hội như một công cụ để người dân tiếp cận với những nội dung phổ biến giáo dục pháp luật hữu ích là việc cần thiết và phù hợp với thực tiễn. Việc cụ thể hóa các nội dung liên quan đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở chính là một bước thể chế hóa quan điểm của Đảng nhằm phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thưa đại biểu Tô Văn Tám ạ, được biết là trong dự thảo luật thì cũng đã quy định rất rõ về các hình thức mà cơ quan nhà nước công bố thông tin đến quỷ dân, cũng như là quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc là cung cấp thông tin cũng như là tiếp nhận thông tin. Vậy thì đại biểu có thể cho biết cụ thể về những điểm mới này ạ? Chúng ta biết rằng là cái dự thảo luật dân chủ cơ sở này kế thừa phát triển cái pháp lệnh 34 và các cái quy định trong pháp luật về lao động, cho nên dự thảo lần này là quy định rõ hơn những cái nội dung mà cơ quan đơn vị phải công khai thông tin, rồi các cái phương cái cách thức thông tin và các cái trách nhiệm của thông tin. Thì trong dự thảo là quy định là 12 cái nội dung mà cơ quan đơn vị phải công khai và 7 cái hình thức mà cơ quan đơn vị lựa chọn để công khai thông tin và 6 cái trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong cái việc cung cấp thông tin. Thì những quy định này nó quy định cụ thể ở điều 46, 47, 48 của dự thảo luật. Qua khảo sát thực tiễn tại một số địa phương, việc sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết 18 của Trung ương thì đã cho thấy là có một số quy định trong dự thảo luật
sẽ khó mà thực thi. Ví dụ như là quy định về việc Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức họp báo chẳng hạn. Vậy thì để quy định này có thể đi vào thực tiễn trong trường hợp mà được Quốc hội thông qua luật về phía Chính phủ thì sẽ có lộ trình như thế nào để tập huấn cũng như là hỗ trợ cho các địa phương, các xã phường thị trấn thực thi được nhiệm vụ này? Xin hỏi ông Phan Trung Tuấn ạ. Quy định về họp báo ạ, đối với Ủy ban Nhân cấp xã thì cũng không phải là vấn đề mới, mà hiện nay thì rất nhiều địa phương cấp xã trong cả nước cũng đang tiến hành cái nội dung này. Và liên quan đến các cái quy định của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn luật này ạ, thì cũng báo cáo quý vị và các bạn là sau khi luật mà thông qua thì Bộ Nội vụ với cơ quan là tham mưu giúp cho Chính phủ để trình Quốc hội dự án luật này, thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai các cái hoạt động tập huấn cho các quy định của luật liên quan đến các cái nội dung mà liên quan đến thực hiện dân chủ cơ sở nói chung, và kể cả các vấn đề liên quan đến họp báo nói riêng, không chỉ là đối với các cái chính quyền địa phương các cấp mà kể cả các cái trong đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tỉnh thành phố ở trong cả nước. Thì tôi tin là khi mà chúng ta đã có quy định luật cũng đã tương đối rõ ràng rồi, và sau này thì Bộ Nội vụ cũng sẽ giúp cho Chính phủ trong việc mà ban hành các cái nghị định để quy định cụ thể các cái nội dung mà luật giao cho Chính phủ quy định. Thì quá trình xây dựng này có thể là chúng tôi cũng sẽ đề xuất về Chính phủ quy định các cái nội dung cụ thể, trong đó có cái nội dung mà liên quan đến cái họp báo của chính quyền địa phương cấp xã. Dạ vâng, thưa ông Ngô Sách Thực ạ, về những nội dung mà nhân dân bàn và quyết định thì trong dự thảo luật đã quy định khá là nhiều cả về nội dung cũng như là hình thức. Vậy thì ông có thể cho biết là những cái quy định này thì đã đảm bảo tính khả thi hay chưa? Tôi thấy cái lần này có một số cái điểm mới quy định ở trong này, thì đặc biệt là cái phần mà cái sáng kiến của người dân, thì cái này thì đúng là cái này rất mới, nhưng mà cách thức tổ chức thực hiện cũng sẽ phải tốt hơn. Cái thứ hai nữa là cái cũ theo pháp lệnh 34 dân chủ cơ sở xã phường thì có 4 cái nội dung, thì hiện nay là có 6 nội dung là dân bàn quyết định. Cũ thì có phân ra là dân bàn quyết định trực tiếp và dân bàn để cấp có thẩm quyền quyết định, ví dụ 3 cái nội dung ví dụ như là kết quả bầu trưởng thôn, rồi cái thực hiện cái bàn và biểu quyết về cái quy ước hương ước, và cái bầu ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, thì cũ pháp lệnh 34 quy định là bầu và cấp có thẩm quyền phê duyệt, và bầu cũng bằng phiếu. Thế thì tôi thấy là những cái nội dung này thì lần này quy định khá là cụ thể, thì nếu quy định được thực hiện như này cũng rất tốt, nhưng mà hiện nay nếu khả thi cái tạo ra áp lực cho cái người đang làm. Chủ thể hiện nay thì một là người dân là chủ thể, nhưng mà đồng thời là người cán bộ cũng hoặc là cán bộ chính quyền các cấp cũng là một cái nội dung rất là lớn. Tôi nói ví dụ như là bây giờ cái công khai theo cái điều 11 thì nó có 14 cái nội dung công khai, và theo cái hình thức của cái điểm 2 của điều 13 trong dự thảo luật này thì mình đều phải có từ cái điểm 1 đến điều 9 đều phải có niêm yết tại trụ sở hội đồng nhân dân, tại cộng đồng, mà những nội dung liên quan đến quy hoạch, liên quan đến kế hoạch thì nó rất là lớn. Có khi hồ sơ nó rất là lớn, nhưng mà người dân người ta quan tâm thì người ta chỉ quan tâm đến một số nội dung, ví dụ như là quan tâm đến cái quy hoạch sử dụng đất. Đấy, thì là quy hoạch chỗ nào là đất nông nghiệp, chỗ nào là đất thổ cư, hoặc là bây giờ là toàn bộ cái dự án này là liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, thì người ta thấy chỗ nào là thu hồi như thế nào. Thì như vậy là cái quy định của mình rất lớn, và cái niêm yết cũng rất lớn, tạo ra cái phần áp lực cũng rất lớn cho chính quyền địa phương. Nếu mà mình mà không thực hiện mà cứ để đấy, có khi 5 ngày hoặc cũng là quy định 1 tháng, thì cái 1 tháng đấy chưa chắc đã có người xem. Cho nên là cái nội dung này cũng là cái mà thấy là cái khả thi buộc phải thực hiện, đấy cũng là tạo áp lực chính quyền. Nhưng mà mình chính quyền vì dân thì dứt khoát là chúng ta phải thực hiện, nhưng mà thực hiện bằng các kênh thông tin, thì lại luật này mở rất rộng. Chúng tôi thấy mở rộng như này thì mình làm sao mình quy định là có những nội dung là buộc phải thực hiện là một trong các hình thức, nhưng còn nếu thực hiện được khuyến khích các hình thức, đặc biệt là kênh thông tin điện tử hoặc là các cái kênh khác, là trong luật thì quy định rất rõ. Chúng tôi nếu mà thế thực hiện được những việc này thì tôi tin là cái việc mà cái hiệu quả và cái chất lượng thực hiện dân chủ cơ sở chúng ta sẽ được nâng lên. Dạ vâng. Cụ thể là những cái vấn đề nào thì theo ông cần được quy định là phải công khai ở cấp xã phường, tổ dân phố ạ? Những nội dung này thì chúng tôi thấy là trong luật được quy định 14 nội dung là cũng rất cần thiết đấy. Nhưng mà cái mà hình thức công khai thì mình có 6-7 hình thức công khai, nhưng mà cái hình thức gọi là niêm yết thì có lẽ là sau này hướng dẫn cũng phải chi tiết hơn. Thí dụ liên quan đến quy hoạch, có khi
niêm yết cả một cái tập quy hoạch dày như thế này thì cũng không ai xem. Đấy, thì nó trong đấy người dân người ta quan tâm đến vấn đề gì thì ta cung cấp thông tin cái việc đó cho người dân, thì tôi thấy là cái khả thi nó sẽ tốt hơn. Dạ vâng, chúng ta vừa nói đến cái vấn đề đó là dân biết, dân bàn. Thế còn những cái gì mà dân quyết định? Trong dự thảo luật thì bên cạnh nhiều ý kiến tán thành với cái quy định là hiệu lực của cái quyết định của cộng đồng dân cư mà dự thảo luật đã quy định, thì có một số ý kiến cho rằng là cái quy định là quyết định của cộng đồng dân cư được thông qua khi mà có trên 50% tổng số cử tri hoặc là cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành, đó là không phù hợp. Vậy thì đại biểu Tô Văn Tám có thể cho biết là nội dung này đã được chỉnh lý trong dự thảo luật ra sao ạ? Về cái hiệu lực của quyết định cộng đồng dân cư thì dự thảo luật cũng đã được tiếp thu chỉnh lý theo hướng như sau. Thứ nhất là những cái quy định tại khoản 1, khoản 2 của điều 15 thì phải là 2/3 tổng số cử tri hoặc đại diện hộ gia đình đồng ý thì mới có hiệu lực. Đó là thứ nhất là những cái khoản mà người dân đóng góp toàn bộ hay là một phần để xây dựng các cái công trình hạ tầng hay là cả công trình công cộng khác ở trên cái cộng đồng dân cư đó. Cái thứ hai là các khoản quản lý về thu chi các cái khoản đóng góp đó, hay là khoản quản lý thu chi những cái khoản tài trợ mà tài trợ cho chính cộng đồng của dân cư đấy. Đấy, những cái khoản những cái nội dung đấy thì quy định ở khoản 1, khoản 2 của điều 15 thì cái đó là phải 2/3 trên 2/3 cái cử tri hoặc là đại diện hộ gia đình thì đồng ý thì mới có hiệu lực. Thế còn lại những cái quy định tại từ cái khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 của cái điều 15 ấy, ví dụ như là vấn đề bầu này, cho thôi trưởng thôn, tổ trưởng dân phố này, hay là bầu ban thanh tra nhân dân, hay là các cái công việc khác mà của cộng đồng dân cư mà không trái với thuần phong mỹ tục hay là pháp luật vân vân, thì những cái đấy thì chỉ cần trên 50% số cử tri hoặc là đại diện của hộ gia đình đồng ý là có hiệu lực. Thì tôi nghĩ là quy định như thế thì nó cũng phù hợp với thực tiễn hiện hành và có tính khả thi. Dạ vâng. Thưa ông Phan Trung Tuấn ạ, theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ tư thì dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sắp sửa được thông qua. Và với vai trò là đại diện của cơ quan soạn thảo, ông có thể cho biết là sau khi mà được Quốc hội thông qua thì chính phủ và các cơ quan chức năng sẽ triển khai các nhiệm vụ gì để có thể nhanh chóng đưa luật vào thực tiễn ạ? Lần này thì có giao cho chính phủ là có 6 nội dung phải hướng dẫn quy định chi tiết. Thì ngay sau khi mà được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này thì chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu giúp cho chính phủ ban hành một cái kế hoạch để triển khai thực hiện luật, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương trong quá trình mà triển khai sớm để đưa dự án luật vào, đưa luật sau khi mà được Quốc hội thông qua vào cuộc sống. Và trong đấy thì Bộ Nội vụ sẽ tham mưu giúp cho chính phủ rà soát các cái quy định cụ thể mà Quốc hội giao cho chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể, thì sẽ rà soát để đề xuất là một hoặc là một số cái nghị định của chính phủ để quy định cụ thể các cái vấn đề mà được Quốc hội giao. Đây là vấn đề thứ nhất. Còn cái nội dung thứ hai thì trong cái quá trình mà để mà triển khai cái dự án luật này là bảo đảm tính hiệu quả và khả thi kịp thời đi vào cuộc sống, thì Bộ Nội vụ cũng xác định là cái khâu tuyên truyền phổ biến các cái nội dung của dự án luật, của luật đến với các cái cơ quan, tổ chức, đơn vị và đặc biệt là nhân dân là rất quan trọng. Và chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái cơ quan có liên quan, các bộ, cơ quan trung ương có liên quan và các địa phương, và kể cả với các cái cơ quan thông tấn báo chí là để mà triển khai các cái hoạt động tuyên truyền phổ biến đối với các quy định mới của luật. Và trong dự kiến của chúng tôi trước khi mà trình Quốc hội ấy, tại kỳ họp thứ tư này, thì chúng tôi cũng đã dự kiến các cái nội dung hoạt động mà dự kiến là sẽ đưa vào trong cái kế hoạch của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Đây là các cái nội dung về tập huấn tuyên truyền phổ biến, các cái hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến tại các cái ở Bộ Nội vụ hoặc là các cái địa phương. Cái nội dung thứ hai là in ấn các cái tài liệu để mà tuyên truyền, phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến cái nội dung của luật. Và các cái nội dung thứ ba là phối hợp với các cơ quan
thông tấn báo chí là có thể đưa các cái nội dung cụ thể mang tính chuyên đề trên các cái chuyên trang để mà tuyên truyền cái phổ biến các cái nội dung của luật đến vào, cố gắng là sớm để đưa vào cuộc sống để người dân nói chung và các cơ quan tổ chức đơn vị cán bộ công chức người lao động nhân dân để nắm hiểu rõ các cái quy định để mà phát huy cái quyền làm chủ của mình ở tất cả các loại hình cơ sở. Dạ vâng, như vậy là các cơ quan chức năng, cụ thể là Bộ Nội vụ đã có một kế hoạch hết sức là chi tiết và cụ thể để có thể là triển khai thực hiện luật khi mà luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được thông qua và có hiệu lực thi hành. Xin được hỏi ông Ngô Sách Thực ạ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì sẽ đặt ra những kỳ vọng như thế nào khi mà luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được thông qua? Cái thực hiện dân chủ cơ sở chúng tôi là một trong 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và thực hiện chương trình nghị quyết đại hội 13 thì chúng tôi thấy cái thực hiện dân chủ, trong đó thực hiện dân chủ cơ sở chúng tôi đã thành cái chương trình. Và nếu luật mà trong cái đề xuất và nâng cái luật pháp lệnh 34 là Mặt trận cũng là một trong cái tác giả mà đề nghị xuất phải đưa lên thành luật. Và cái này, và khi luật thông qua thì chúng tôi cũng sẽ có cái chương trình mà trong cái phần mà liên quan đến trách nhiệm, quyền và trách nhiệm của Mặt trận thì chúng tôi có cái triển khai. Và triển khai đặc biệt là liên quan đến 2 cái thiết chế rất quan trọng, đó là phát huy cái thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng, thì cũng sẽ liên quan đến phối hợp với các cơ quan nhà nước làm sao mà có cái việc mà mình kiện toàn cái lực lượng mà khi được giao bầu thì chọn người để làm sao đảm nhiệm được cái chức năng nhiệm vụ theo luật quy định. Và cũng như anh Tám nói là làm sao cái ban giám sát đầu tư cộng đồng ở đây là một thiết chế xã hội, chứ mình không thể quan niệm đây là như là một cái bộ phận giám sát trong thực hiện luật đầu tư công được. Bởi vì đây là giám sát xã hội, mà trong thực tế hiện nay nhiều công trình là cũng qua người dân, khi chưa làm đã hỏng thì người dân người ta phát hiện ra thì mình cũng thông qua ban giám sát là cũng rất là tốt. Thế như vậy cái tập huấn, cái bồi dưỡng để làm sao mà thực hiện được cái nhiệm vụ mà pháp luật quy định. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là một dự án luật khó, đối tượng tác động rộng và đa dạng, nhiều chủ thể, nhưng lại là một dự án luật hết sức quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội hết sức là sâu sắc, mang đậm vai trò chủ đạo, trọng tâm đó là nhân dân. Và có thể thấy là những cố gắng của ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra, các đại biểu và chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để đảm bảo dự án luật vừa kế thừa những văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng đắn, phù hợp, hiệu quả thời gian qua, và vừa lồng những nội dung mới phù hợp với thực tiễn hôm nay. Tất cả vì mục tiêu chung, đó là vì dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Việc nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội cũng là một biện pháp góp phần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở và ở cơ sở, cũng như là thể chế hóa văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 vào trong thực tiễn đời sống. Tới đây là thước đo cho sự hiệu quả của chính sách này khi được ban hành. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời, ông Ngô Sách Thực, ông Tô Văn Tám và ông Phan Trung Tuấn đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt.